Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít ngày khi một nhóm người xông vào một đại lý vé số lớn để cướp gần 100 triệu đồng. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục truy tìm hai đối tượng gây án. Nghiêm trọng hơn, chúng đã sử dụng súng để uy hiếp các nạn nhân. Đại lý vé số bị cướp nằm trên đường Hồng Bàng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày, đại lý vẫn hoạt động ổn định, tuy nhiên không muốn đề cập đến sự cố này. Các nhân chứng kể lại, vụ việc xảy ra vào ngày Chủ nhật 12 tháng 2 vừa qua. Đó cũng là thời điểm các cửa hàng xung quanh nghỉ việc. Nhóm cướp lựa chọn thời điểm gây án là 17 giờ, chính là lúc mà đại lý vé số sẽ tổng kết tiền thu về của các khách hàng sỉ. Sự việc xảy ra chóng vánh vài phút, ngay cả hàng xóm sát bên cũng không kịp hiểu chuyện gì. Bình thường mấy cái ngày này theo chắc nó không dám giật đâu, nhưng mà nó canh mấy Chủ nhật. Chủ nhật là bên đây ta nghỉ rồi nè, đóng cửa, không có bảo vệ. Đây 2 giờ đóng cửa luôn. Cái này hình như nó dạng đại lý cấp 1. Không có nó, cái dạng mà khách ta vô người ta lấy hàng ta đi. Tại vì con nhỏ gái chủ nhà nó la chồng nó trên lầu chạy xuống. Chạy xuống nghe nó bắn giống như nó vừa đi ra, nó bắn viên bắn bổng chứ không bắn ngay. Rồi nó bảo hiểm là bịt mặt lại hết, vì đây là nơi cung cấp vé số cho hàng chục đại lý khác nên lợi dụng người ra người vào, hai thanh niên đã trà trộn. Một người dùng súng bắn chỉ thiên, một người dùng búa đập phá tủ chứa tiền lấy đi 95 triệu đồng. Tôi ở dưới là bé dưới, từ giờ ra tôi thấy con tôi nó xin nó búa con tôi mới chạy lên. Nó khổ túng vậy, nó cũng như mà kẹt đã rớt cạn tại chỗ đó. Chiếc xe muốn kẹt mình, chiếc xe nó đậu mấy ngày nó lấy không được, nó bỏ lại chiếc xe còn búa đứng ngoài chờ. Theo tường thuật, vì chủ cơ sở chống cự lại và súng thì không phát nổ nên cả hai đối tượng bỏ chạy. Khi đó có xe máy đã chờ sẵn, cả ba đối tượng tẩu thoát, bỏ lại hiện trường một chiếc Airblade. Nhiều ngày đã trôi qua, cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm, nhưng người dân thì không bớt lo lắng về sự gia tăng của những hình thức phạm tội manh động và coi thường pháp luật ở thành phố này.